Hai tiểu long nữ, hai cô long của lòng anh. Dương quá đây. Em có biết là ngày nào anh cũng không ăn, không ngủ, mong chờ tới giờ này để lên internet chat với em không? Đêm nào Quá Nhi cũng chat với cô 2-3 tiếng đồng hồ, không chán sao? Enter. Không chán. Càng nói chuyện với cô Dương Quá này càng cảm thấy quyến luyến. Ước gì được gặp cô thật sự ở ngoài đời để nhìn thấy nhan sắc tuyệt trời và giọng nói nhẹ nhàng êm ái của em. Cô xấu như ma. Quá Nhi gặp cô sẽ thất vọng. Enter. Nếu em là ma thì anh cũng không thua gì loài quỷ dữ. Làm ơn cho anh gặp mặt đi. Cha này sợ dễ sợ luôn vậy. Không biết có đẹp trai không mà nói nhiều quá đi. Tỉnh vô. Anh xạo quá chừng luôn. Em không có hiền đâu. Tại vì thấy anh lịch sự nhã nhặn cho nên em mới như vậy. Chứ gặp mấy thằng lưu manh bất lịch sự em chửi thẳng vô mặt của nó liền. Enter. Anh thích mấy người đanh đá như em. Cái gì? Để đâu có nghe. Đánh vô mới được. Cái gì? Enter. Ý à, không không. Anh thích mấy người thẳng thắn như em. Tại vì tính anh cũng vậy đó. Thôi mà làm ơn cho gặp mặt một lần đi. Không được đâu. Em xấu như ma. Mà gì? À, chân của em còn có tật nữa. Enter. Vậy là mình xứng quá rồi. Anh bị giật kinh phong từ hồi còn nhỏ. Em dám gặp anh không? Vậy thì 8 giờ tối mai gặp anh trước cổng trường. Enter. Nhưng làm sao anh nhận ra em được? Dễ ợt. Anh thấy con nhỏ nào đi cà thọt là em đó. Enter. Còn em thấy ai bị giật kinh phong miệng méo xẹo là anh. Bye bye Quá Nhi. Mai gặp. Enter. Bye cô long của lòng anh. Bye tiểu long nữ. Ngủ ngon nha. Vô mánh.
Vừa mảnh. Lên internet á mà không xạo làm sao cô ghệ được. Ngày mai tới điểm hẹn trước 8 giờ. Thấy hạp nhãn á thì kinh phong nó giật bạo lên. Còn không hạp nhãn thì đàng hoàng đứng đắn đi về. Đi chết. Lỡ thấy hạp nhãn mà cô đi cà thọt thiệt thì sao trời? À mà không sao. Lên đi tịch nét ai cũng xạo hết trơn cái trời. Đàn ông trai như tôi còn xạo nói chi đàn bạn gái. Cái kiểu cà thọt này á thì cũng giống y như là cái kiểu kinh phong giật của mình thôi. Hẹn cái chỗ thì vắng que vậy trời. À biết rồi. Hẹn chỗ vắng vẻ gì để dễ vô mánh. À. Cái gì mà hẹn 8 giờ 8 rưỡi rồi không thấy ma nào tới hết trơn vậy nè. Trời ơi ma không có, tiểu long nữ đâu xuất hiện. Ây da trời trời ơi. À biết rồi. Cái kiểu này là làm bộ núp ở cái chỗ nào đó coi mình có hợp nhãn hay không. Thấy hợp nhãn mới làm bộ cà thọt đi ra. Phải làm như nhà trí thức mới được. Xui quá không có đem theo cuốn sách. Đọc đỡ tờ báo này thì cũng trí thức cho phết. Cần người. Cần một thanh niên khỏe mạnh đi giao pizza trong thành phố. Điều kiện nhanh nhẹn hoạt bát. Học vấn không thành vấn đề. Chỉ cần nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Nhật, tiếng Đại Hàn và tiếng Ấn Độ. Trời. Biết bao nhiêu đây thứ tiếng người ta làm tới ông gì. Ai đi thèm giao cái chốt giao pizza. Tiệt tình. À, shop mai, nhiều hàng, cần gấp một người đàn ông chạy máy một kim. Bộ có con cha nào chạy một lần được 2-3 kim sao trời. Báo chí gì mà đăng toàn là tin xe cán chó. Gì kỳ vậy? Tới giờ hẹn là tự nhiên đau bụng đúng lúc rồi trời. Sao không thấy ai trơn vậy cả? Đàn ông thời buổi này thiệt là tệ. Đi trễ có 1 tiếng đồng hồ mà đợi cũng không nổi nữa. Đàn ông con trai thời buổi này không có biết cá lăng gì hết trơn à. Thở đời nay trên xe bus á, cứ để yên cho mình đứng. Còn trong mà vũ trường khiêu vũ á, để yên cho mình ngồi như vậy nè, tức không? Đó. Cái gì đây? Ủa báo của ai vậy cà? Báo ai vậy? Báo tôi à chị. Ồ, anh... Nhìn cái gì? Giày hiệu đó. Mới mua ở mall sồ. Ờ không, ở mall lớn á, biết chưa? Dòm cái mỏ tôi biết mua ở mall nào rồi. Đúng rồi, giày hiệu á. Hèn chi chạy như ngựa vậy. Ê, anh nói ai ngựa hả? Nói ai ngựa? Mô Phật, đi. Mô Phật, ông Địa.
nói tôi ngựa. Tôi ngựa được không? Cái đồ vô duyên. Hả? Ông Địa. Ủa, kêu ai? Tôi kêu ông á. À, sao? Cho hỏi thăm đi. Hỏi gì? Ở đây có phải là trường học không? Đây không phải trường học, không lẽ trường đua ngựa? Tại vì tôi thấy anh đứng ở đây nè, tôi tưởng là chợ trời. Rồi thì đâu có sao đâu. Mấy người bán chợ trời quen rồi, đứng ở đâu cũng dòm thấy giống chợ trời hết trơn á trời. Nói chuyện đàng hoàng nghe chưa? Ở đây là trường học, yêu cầu anh lịch sự một chút nghe chưa? Nãy giờ tôi có gì đàng hoàng không lịch sự đâu. Hả? Hả? Anh làm gì mà anh nhìn ngó tôi hoài vậy? Ê trời ơi, đây xứ tự do mà. Đâu có gì đâu. Trời sanh ra con người ta có cặp mắt là để dòm. Thấy không? Cặp mắt của tôi là chuyên môn để dòm. Ai để lộ gì tôi dòm cái đó. Dòm còn kiếm chút cháo nữa chứ. Mà tôi nói thiệt á nghe, đàn bà phụ nữ giờ đi ra ngoài đường mà thấy con trai nó dòm á thì phải hãnh diện lên. Còn đàn bà phụ nữ mà đi ra ngoài đường mà con trai nó không thèm dòm á thì lúc đó mới. Nhưng mà anh cứ đi qua đi lại vậy nè, làm cho tôi khó chịu. Trời ơi, trời Phật ơi, tự nhiên tôi gặp mẹ khó chịu rồi trời. Giá ông Địa, làm ơn cho bữa nay cho con dằn lòng lại con không quýt mẹ này một trận nha ông Địa. Tôi nói thiệt với cô nghe, tôi có đi tới đi lui đi xuôi đi ngược này cũng mỏi chân tôi, không mắc mớ gì mỏi chân cô cũng khó chịu. Hả? Anh muốn đi xuống địa ngục á, tôi không có cấm anh. Nhưng mà tôi đang ngồi chỗ này nè, người lịch sự sang trọng như anh á, không bao giờ mà đi qua đi lại cho người ta chóng mặt đâu, biết chưa? Xin lỗi cô nha. Tôi lịch sự sang trọng lắm, nãy giờ tôi mới dằn cái miệng tôi lại, tôi chưa nói với cô, làm ơn trả lại cho tôi tờ báo đi. Trời ơi. Cái cướp giật mà la làng. Ai cướp của ai? Thì cầm tờ báo của tôi là cướp của tôi rồi. Con trai gì đâu mà ích kỷ, bần tiện. Tờ báo có 25 cent cũng đòi nữa. Nè. Trời ơi. Báo cũ xì à, làm như quý dữ à. Quý không quý? Trả nè, làm như tôi không có báo đọc hả? 25 sen không tiền hả? Sợ tiền. Trời ơi, cái báo ghê luôn. 4 cái 25 sen lạng đồng, 100 cái 25 sen là nhiêu tiền? Ê, có báo nãy giờ không lấy báo đọc, lấy báo tôi đọc là sao? Tại vì tôi sợ nó cũ, rồi tháng sau có người lượm được á, rồi họ không còn chữ để họ đọc nữa, tội nghiệp người ta. Chưa? Ê, trả tờ báo rồi không đi khuất mắt, tôi ngồi đây làm gì? Ủa, mắc ngơ gì vậy? Công cộng mà. Muốn ngồi đâu ngồi chứ, tôi ngồi ở đây nè nghe. Tôi ngồi ở đây nè, coi có ai tức không. Ngồi ở đây đó, ngồi hoài đó. Thiệt, trời xanh cái thứ đàn ông mặt chai mài đá. Trời xanh ra cái thứ đàn ông mặt chai mài đá như tôi mới chịu nổi cái thứ đàn bà mỏ nhọn như cô chứ. Cái thứ mặt lì. Không biết ai lì hơn ai. Không có thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Ai thèm nói chuyện với cô? Đọc báo sướng hơn. Tôi không biết đọc hả? Trời ơi, cũng có báo vậy. Tin quận Cam, có một thằng cha đàn ông vô duyên, cái mặt như đống rác vậy, đi đâu cũng vác cái mặt lên trời, đã phải vỏ chuối té sắp xuống đường. Nạn nhân nhờ mặt dày không có sao, nhưng tội nghiệp cho mặt đường lủng một lỗ thiệt là bự. Trời ơi, cái mặt dày quá trời. Tin quận Cam vừa khám phá ra một cô gái bị bệnh ung thư lưỡi. Theo các bác sĩ chữa trị cho biết, họ đã chữa một thời gian dài nhưng mà vẫn không khỏi. Các bác sĩ cho biết sở dĩ cô gái này bị ung thư lưỡi là tại vì quá nhiều chuyện và hung dữ. Trời ơi, ung thư cái lưỡi là đúng rồi. Cái gì? Đi làm như con quỷ. Cái mắc cười dễ sợ luôn vậy. Trời ơi, mẹ cười mà tôi tưởng quỷ hiện. Có một thằng cha đi trong khu vực Lý Đô Sài Gòn, bị tên cướp giật đồng hồ đeo tay. Quảng hồn la làng chạy theo ăn cướp. Cảnh sát nghe được á, bao dây bắt hết về đồn. Nhưng mà về đồn cảnh sát không nhận ra ai là ăn cướp. Mắc cười á. Gương thành công. Có một người bỏ học đi làm business. Sau một thời gian cô ta thành triệu phú. Trời ơi, các phóng viên nhà báo bu lại phỏng vấn, hỏi tại sao cô làm cách gì mà mau giàu như vậy. Trả lời: tại vì tôi bỏ học đi bán tôm, bán cá, gây lộn với người ta. Ai cà chớn là tôi quánh lộn, tôi mau giàu. Không giàu thì cũng phù mỏ,
Đàn ông gì đâu mà vô duyên. Đàn vô bà duyên dễ sợ luôn vậy đó. Đàn bà tối cũng ngày vậy. Kiếm chuyện hả, gây lộn với đàn bà con gái không mà. Cái thứ đàn ông tôi bảo đảm nha, không bao giờ mà có vợ được là ế vợ suốt đời. Cái thứ đàn ông đó, ôi thiệt. Mô Phật, thà là tôi không có vợ mà lòng tôi thanh tịnh còn hơn mà tôi có vợ mà chúng phải người giống như... Như ai? Như cô. Xin lỗi anh nè. Ha, anh muốn vợ quá thì để tôi kiếm giùm cho. Trong đây có nè, ngọc nữ 24 tuổi nè, cao 1m6, nặng 105 pound. Muốn không? Tôi làm mai cho. Ê, nhà mặt tiền đi. Nhà mặt tiền. Điện nước đầy đủ, sân trước cỏ đẹp, khu vực đông dân cư, sân sau thoáng mát rộng rãi. Đặc biệt gara chứa được tới 2 xe. Tìm bạn trai 25 tuổi đến 35 tuổi, độc thân, nghề nghiệp vững chắc, chuyên môn thông ống cống nghẹt, việc làm vững chắc, có license hẳn hòi tại Cali. Tại nhà cô có ai bị ống cống nghẹt không? Tôi giới thiệu đây. Không này cần. Chuyên môn thân nè. Tôi không cần. Gì dữ không vậy? Không cần, không cần. Tôi giúp đỡ cho mình làm gì dữ vậy? Không cần giúp. Trời, tôi nói thiệt nha, hung dữ đanh đá như cô bảo đảm ế chồng. Cô chưa có vợ chồng phải không? Chưa có chồng phải không? Chưa có bạn trai phải không? Ế phải không? Xin lỗi anh nè, cái mặt này mà ế hả? Trời ơi, tôi dòm có bạn trai đàng hoàng nghe. Trời, cô có, tôi cùi vậy nè. Cho anh cùi rút móng luôn. Bạn trai tôi gần ở đây nè, tôi kêu ra thanh tán anh cho anh biết vậy đó. Dám đâu. Trời ơi, anh coi nè, mà có bạn trai tôi không tin nổi à. Quá Nhi. Ủa, làm gì trời? Quá Nhi à, có nhận ra cô không? Quá trời? Nhi tiểu long nữ nè. Quá Nhi ra cứu mạng cô. Cô gặp quỷ đau xanh rồi nè Quá Nhi. Trời ơi. Quá Nhi à, tiểu long nữ. Quá tiểu long nữ. Ủa, sao biết tên tôi tiểu long nữ vậy? Sao không biết? Dương quá nè. Cái không giật hả? Dương quá. Dương quá hả? Anh là Dương quá. Ừ, Dương quá hả? Trời ơi, nhận ra không? Sao tôi thấy anh giống đạo sĩ thúi quá vậy? Trời ơi, sao mà ở ngoài hung dữ quá vậy? Trong nguyên thực tế thì hiền lành là tiểu lung nữ. Trời ơi, ngoài hung dữ kiểu này mà tiểu lung nữ cái gì? Anh cũng đâu có vừa đâu. Trời ơi, tôi không được đâu. Đời tôi không thể nào gắn bó với người hung dữ như vậy được. Chia tay từ đây. Cơm ai nấy ở nhà, ai nấy ăn. Đúng, bill ai nấy trả. Xin chào anh. Chào cô. Ê khoan. Cái gì? Tối nay mình có gặp nhau trên internet chat nhau nữa không? Chat nhau nữa làm gì? Đêm nào mà không chat với lại tiểu long nữ buồn. Buồn. Tôi cũng vậy đó. Hay là mình chat nhau ngoài đời đi. Thôi dẹp đi. Để tôi lên internet tôi kiếm người khác. Anh xạo quá trời luôn, ai thèm. Bảo đảm với em ở trên internet đứa nào cũng xạo hết trơn á. Anh biết có nhiều thằng nó thất nghiệp mà nói mình là ông chủ. Còn có thằng còn độc đáo hơn nữa. Nó nói nó thôi, là... Thôi đừng có nói nữa. Em bằng lòng chát với anh ở ngoài đời. Cái gì ngồi trước đây? À, tao mà chát với nhau còn đã hơn á. Ngồi trước đây kia cứ chắc 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 vậy. Kệ đi coi bó bó dữ nghe. Thì anh cũng vậy á. Cái mỏ rồi quá trời quá đất luôn. Nói gì quá trời quá đất à.